Vâng ạ, xin kính chào các bạn khán giả thân mến. Chúng ta sẽ tới với những diễn biến tiếp theo tại Quebec Women Open. Và ngay bây giờ xuất hiện ở trên sóng TV Table một nhân vật là sau hai trận đấu đầu tiên mà tôi có vẻ thấy rằng là có rất nhiều các bạn khán giả đang chờ đón, đó chính là sự xuất hiện của giống Cammy. Và đối đầu với giống Cammy sẽ là nữ cầu thủ Đỗ Hương Giang. Chúng ta sẽ có cú phá bi đầu tiên. Điều biết xin thông báo ai là chủ xe ô tô biển số 10.533 vui lòng ra quầy thu. Chúng ta vừa theo dõi cú phá bi của Đỗ Hương Giang. Không có bi mục tiêu nào rơi xuống lỗ. Điều biết xin thông báo ai là chủ xe ô tô biển số 10.533 vui lòng ra quầy thu ngân. Cú phá bi không có bi mục tiêu là rơi xuống lỗ và ngay lập tức sẽ là quyền bắn của Hồng Cammy. Hơi đáng tiếc cho Hồng Cammy trong tình huống xử lý vừa rồi, bi số 1 không thành công nhưng mà cũng ra đuôi. Một cái lựa chọn quyết định đánh con bi số 1, dứt tay đứng bi. Và bây giờ thì Đỗ Hương Giang có lẽ sẽ phải lựa chọn cú nhảy thôi. Đó là cú nhảy bi hợp lệ của Đỗ Hương Giang. Và sau va chạm với con bi số 4 thì con bi số 1 sẽ không đơn giản dành cho Cầm Cammy. Gầm đang có cho mình ý tưởng gì đây? Đánh thủ được không đây? Tương đối chính xác tới từ Gầm Cammy, cũng rất là khó chịu khi mà con bi cả đã dính rất sát với cả con bi số 4 và đây rất dễ sẽ có thể là một tình huống bắn lỗi của Hương Giang. Sẽ phải hướng con bi cái về phía băng ngắn phía trên, tôi nghĩ là như vậy, đúng là như vậy rồi, không thể nào có một cú bắn thẳng với con bi số 1 được, sẽ va vào con bi số 4. Foul shot. Quyền đặt bi dành cho Gầm Cammy. Điểm đến tiếp theo là phải điều ra 2, chỉ để lên má 2 ra 3 nữa. Liệu Gấm có thể kéo được con bi cá về không đây? Được. Rất tuyệt vời. Trô về rất mềm mại từ Gầm Cammy. Có cho mình con bi số 2 hướng về lỗ góc bên tay trái phía trên. Chọn là cánh má con bi số 2 này nó nặng bao nhiêu, nhẹ bao nhiêu để điều 3.
xem ý tưởng của Gambi sẽ là như thế nào, rằng có thể đi Gambi cái lên một chút và để ăn con ba lỗ góc, hay là sẽ kéo về ăn ba hướng lên phía trên. Rồi, chính xác quá, kéo về ăn ba, kéo về ăn con bi số 3 về phía trên, về lỗ giữa. Rồi, ăn được con ba rồi làm gì nữa đây? Khá đáng lo ngại cho gấm sau khi ăn cho mình con ba. Ban đầu tôi nghĩ rằng là tôi sợ va chạm, không va chạm như thế này thì còn đáng sợ hơn. Đó sẽ là cú bắn lỗi của gấm Kamin. Bây giờ thì sẽ là quyền đặt bi của Hương Giang. Di chuyển rất hay của con bi cái, nhưng mà nó đã vòng về một cái cung đường rất là sâu, nhưng mà tuy nhiên thì lại bị đuôi mất đằng sau lưng chín rồi. Cả hai nữ vận động viên đều có cho mình những cái cú cắm đầu gậy kéo bi không được như mong muốn, và này thì rất là khó dành cho Hương Giang. Và đó sẽ là cú bắn lỗi của Đỗ Hương Giang, tiếp tục là quyền đặt bi. Đồng Kami đã có thể đi hết được bàn này hay chưa nào? Xác, rất hay từ gấm. Cơ hội để nâng tỷ số này là 1-0 dành cho gấm, vị trí quá tuyệt vời để ăn 8 đều 9. Cần nhấn con bi cái là được. Để xem là liệu rằng má có đủ nặng để có thể ghim con bi cái lại hay không thôi. Nếu nhẹ quá thì tính có cho mình tính toán khác, mà đúng là mình đang cần phải có tính toán rồi. Đối nhẹ, nên là sẽ không phải là đúng con bi cái lại được, sẽ vẫn có cho mình 9 vào lỗ tương tự như con 8. Rất tuyệt vời từ gấm Kami, tỷ số sẽ là 1-0. Thank you.
Ta sẽ tới với cú phá bi của Hồng Gấm. Ui, cú phá bi đã khiến cho con bi cái rơi ngay xuống lỗ. Đáng tiếc dành cho Gấm Kami. Đập bi dành cho Hương Giang. Thêm một lần nữa là một cú trô, sau đó là bị cái đi ra ngoài ý muốn tới từ Hương Giang. Lần thứ hai trong trận đấu rồi. Sút tê của Hương Giang và đó sẽ là cú bắn lỗi. Cái hơi tuột một chút. Tất nhiên là vẫn hoàn toàn có thể xử lý được cho Hồng Kami. Chính xác. Sẽ cần phải có vị trí đẹp cho con bi số 7. Gần như là cũng chỉ có một cung đường khả dĩ nhất cho con bi số 7, đó chính là đi về phía cái thành băng bên tay phải. Chết cái sau cú ra ngọn của Gấm Kami thực sự đáng tiếc. Tình huống xử lý rất ý tưởng tới từ Gấm Kami rồi không thành công. Quyền đặt bi dành cho Đỗ Hương Giang với ba hàng bi cuối cùng. Thiếu một chút. Vị trí của con bi số 8 không thực sự quá thuận lợi.
sai số xảy ra, thậm chí rằng còn có một cái sai số lớn hơn nữa, đó chính là chết cái tới từ Hương Giang. Hai nữ cầu thủ sẽ cần phải điều chỉnh những cái thước ngắm và điều chỉnh những cú ra ngọn của mình rất là nhiều đây. Còn bị cuối thì không có Gami. Chính xác rồi, thì số sẽ được nâng lên thành là 2-0. Nhiều tình huống chết cái đang rất đáng tiếc ở trong cái trận đấu này. Sẽ tới với cú phá bi của Hương Giang. Cú phá bi quá tuyệt vời. Thật sự là quá tuyệt vời, với hai bi mục tiêu rơi xuống lỗ và con một là ở ngay trước mắt con bi cái luôn. Va chạm với con 6 rất hợp lý để có thể nhìn thấy được con bi số 4. Với một cái má như thế này, Nga Tàng sẽ có thể có một cú đẩy vào băng bên phía tay trái lên ăn 5 góc bên tay phải phía dưới. Ý tưởng của Hương Giang là khác. Ý tưởng của Hương Giang là sẽ thử sử dụng cái hình khung của 59. Rồi đo rồi. Cơ hội để Hương Giang có cho mình điểm số. Một cú ra ngọn cực kỳ dứt khoát và con 9 ngâm thẳng vào giữa lỗ. Điểm số đã có ngày một đội Hương Giang. Cực kỳ tự tin. Rất tuyệt vời. Đó chắc chắn sẽ là cái điểm số giúp cho tinh thần của Hương Giang được thúc đẩy lên rất là nhiều. Thứ tư này chúng ta sẽ tới với cú phá bi của Hồng Cami.
bi thiếu bếp mất rồi. Có cho mình một bi mục tiêu rơi xuống lỗ, đáng tiếc là như vậy là không thể đủ được. Số 1 được xử lý thành công. Thì số 2 này sẽ như thế nào đây? Số 2 không hề dễ cho Hương Giang. Dễ dành cho Hồng Gấm. Bi số 2 sẽ hướng đi đâu đây? Tưởng để đánh, cố gắng đánh phòng thủ tới từ Gấm Kami không thực sự được thành công cho lắm. Bi số 2 vẫn sẽ có cái cung đường qua giữa khe 7-8. Công rồi. Cú ra ngọn rất là dứt tay. Không thành công với từ Hương Giang nhưng sau đó cũng ra khó dành cho Gấm Kami luôn. Pha này thì phải A Băng rồi. Liệu rằng có nhìn được con hai không, nhưng mà có vẻ không thể nhìn nổi, con 9 đã che đi hết cái đường đến. Chắc chắn là con Kami sẽ phải tốn thời gian với con bi này rồi. Không có cái cung đường quá là cụ thể để có thể có được một cú bắn chính xác. Vẫn là một cú bắn chính xác tới từ Hồng Gấm. Rất tuyệt vời, cú A Băng hợp lệ. Không cần quan trọng đến cái việc là liệu rằng nó giấu con 2 đi đâu không, mà là giải quyết được cái cú đi cái bị giấu sau 9 đó là vô cùng tuyệt vời rồi. Tìm đường đánh phòng thủ tới từ Hương Giang, cú va chạm vừa rồi với số 8 khiến cho cái hình bi nó ra không tốt, không giấu được đi đâu cả. Bây giờ sẽ là cơ hội cho Gấm Kami. Đáng
tiếc cho gấm là tình huống xử lý vừa rồi thì lại không thành công, cũng ra đuôi con hai luôn. Con hai bị chạy ra phía đằng sau lưng, bị số 5. Và đó là cú A bằng đáng tiếc cho Hương Giang, bị cái đã rơi xuống lỗ. Gami chắc chắn nó sẽ xử lý được con bi số 2. Rất hay, từ từ gấm Gami và nhìn kìa, có được cho mình một cái vị trí rất thuận lợi để có thể điều lên sóng rồi. Nhưng mà nó là một cái má đủ nặng và ở phía dưới con bi số 5 một chút thì hoàn toàn sẽ có thể là một cú đẩy lên ăn 6. Nhưng mà gấm Gami nếu như mà cái vị trí như vậy thì tôi nghĩ rằng là đầu gậy để cao sẽ tốt hơn. Gấm Gami đã quyết định là sẽ thực hiện một cú đì con bi cái lại, mà là một cú đẩy lên thì lẽ con bi cái nó sẽ trôi nhiều hơn ở phía con bi số 6, và xử lý 6 ra 7 thì sẽ đơn giản hơn một chút xíu. Rằng là có sự mạo hiểm nên là gấm quyết định là sẽ cố gắng trốn con bi cái đằng sau con 7, nhưng mà đáng tiếc là không thành công. Nếu không thì có lẽ rằng là tôi nghĩ rằng là trước đó là cái tình huống từ 5 con 6 cơ, nếu như mà đưa con bi cái được gần hơn con bi 6 hơn và má đủ vách để thả con bi cái một băng ngắn phía trên xuống ăn 7 lỗ tương tự thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bây giờ thì vì là có cái sai số như vậy nên là gấm buộc phải xử lý khác. Khi mà xử lý bị không thành công thì ngay lập tức là cơ hội dành cho Đỗ Hương Giang. Rất tuyệt vời tới từ con bi số 7 của Đỗ Hương Giang. Nhưng bây giờ ra con bi số 8 sẽ phải xử lý như thế nào đây? Chạy thôi. Nấp được con cái ra đằng sau con 9 không? Tay xa quá, người phải dướn. Không được phép có sai số trong cái pha này, chỉ cần có 2 bi thôi. Mềm thôi, có lẽ mềm tay một chút là đẹp rồi. Cú ra ngọn về cái gia tốc nó vẫn hơi bị quá tới từ Hương Giang. Bây giờ là một cơ hội thật sự là quá rõ nét dành cho gấm Kami để có thể xử lý nốt hai con bi này. Ôi, thật sự là rất đáng tiếc dành cho gấm Kami trong tình huống xử lý vừa rồi. Đáng nhẽ là gấm Kami phải ăn được con bi đó. Hy vọng rằng là tinh thần của gấm Kami không bị ảnh hưởng trong cái pha vừa rồi. Chứ ý tưởng thì nó rất là tốt thôi. Đầu gậy để cao, thả con bi cái vào băng bên trái, nổi ra ăn chín,
mọi thứ đúng kịch bản rồi, nhưng con 8 lại không được ăn thành công. Và ui, con bi cái thiếu chút nữa, con bi cái thiếu chút nữa đã phản bội Đỗ Hương Giang. Hai nữ vận động viên như đã nói có lẽ họ sẽ phải điều chỉnh cái cú giang họ của mình rất là nhiều đây. Còn con bi cuối cùng dành cho Đỗ Hương Giang để có thể lấy về điểm số. Không được rồi, con bi cái đang trôi về phía lỗ giữa và nó nở ra ở ngay trước cửa lỗ giữa dành cho Hồng Gấm. Con này cũng tương đối mỏng. Ok, không vấn đề gì cả. Con bị cái trôi đi đâu, con bị cái sẽ không trôi xuống lỗ. Và điểm số đã có dành cho Gấm Kami. Một cái ván thi đấu mà Gấm Kami đã suýt chút nữa mắc một cái lỗi mà có thể mất đi điểm số. Nhưng mà cuối cùng thì điểm số vẫn về với Hồng Gấm. Phá bi của Hương Giang và nó sẽ làm cú phá bi bị thiếu bếp từ từ Hương Giang. Con bi số 1 tưởng chừng như sẽ có một pha cân ngược con bi số 1 về độ góc tới từ Hương Giang. Không, đó là ý tưởng chỉ để đẩy con bi cái ra phía đằng sau cái hình bi đang còn lộn xộn ở phía cuối bàn thôi. Nhưng mà rất đáng tiếc là không thành công sau khi mà con bi cái đã có sự va chạm. Bi số 1 được xử lý tốt rồi, quan trọng là con 2 phải làm như nào đây. Bi cái nằm ở đây thì bi 2 xử lý như thế nào đây. Rất dễ có thể xảy ra lỗi ở con bi này. Được, rất tốt từ từ Gấm Kami. Điểm va chạm là hợp lý, chính xác vào con bi số 2 và cũng đưa cái tình thế này vào cái vị trí khá là khó cho Hương Giang khi mà con bi cái đã bị ghép sắt với con bi 6. Vẫn muốn thực hiện cú bắn rất dễ xảy ra va chạm với con 6. Không, rất hay đấy, từ cả hai nữ cầu thủ đều có cho mình được những cái cú né hợp lý. Được rồi, không giấu được con bi cái đằng sau lưng con bi số 5.
vẫn chưa thành công. Hai bên này đang giằng co nhau với con bị số 2. Số 2 vẫn có một chút sai số sau cú ra ngọn của Hồng Vân. Có thực sự là có cái điểm chết con đi số 2 không đây? Sao lại có thể hay được đến như vậy các bạn ạ? Quá tuyệt vời, với một tình huống cần con đi hai nguyên bàn. Rất xuất sắc tới từ Đỗ Hương Giang. Sau một con bi hay, tiếp tục là một con bi chính xác. Bàn bi đang mở ra dành cho Hương Giang. Cái chìa khóa cuối gọi là con bi 7 kia thôi. Trước hết là với cái điều kiện là phải xử lý được 4, 5, 6 đã. Rồi, chính xác với con bi 4 rồi. Năm đang nằm rất gần cửa lỗ nhưng mà cái khoảng cách này hơi xa, khoảng cách tầm nửa bàn. Nhưng mà đây là một cái má thẳng thì lại hơi bất lợi. Má vách nhẹ thì sẽ đẹp hơn. Vậy là đầu gậy cao, có má ơ. Chém 6 rồi né va chạm 9. Rồi con 6 có may mắn dành cho Hương Giang luôn. Và con 7 này thì sao đây? Dễ để có thể thực hiện một cú lấy đầu 7 caro 9. Ý tưởng của Hương Giang, tôi nghĩ là như vậy. Ý tưởng của Hương Giang là quyết định là dứt hết tay ra để thử xem là có caro được hay không. Và vì là cũng ngại cái việc va chạm với cả con bi số 9, vậy nên là Hương Giang đo cái thước ngắm của con bi cái là nhiều hơn về phía con bi số 7, và cuối cùng là chỉ có va chạm với con bi số 7 thôi. Bị cái đang chơi đâu đây? Rồi, bị cái sẽ không rơi. Đường xa và côn băng. Và cũng tương đối mỏng với con bi này dành cho Hương Giang. Chính xác. Rất tuyệt vời, 9 lỗ giữa. Đẹp luôn. Tỷ số sẽ tiếp tục được rút ngắn xuống còn thành 2-3 dành cho Đỗ Hương Giang. Rất tuyệt vời.
Chúng ta sẽ tới với ván thứ 6. Phá bi là của Hồng Gấm. Rồi, tôi đang chờ để xem là có đủ bếp không. Và câu trả lời là có. Ý tưởng của Cầm Cami nghĩ rằng là sẽ đưa con bi cái chạy nhiều hơn về phía đằng sau lưng con 8. Hơi đáng tiếc là không được như ý muốn. Bây giờ thì con bi số 1 đang được để hở ra. Nếu như không có va chạm với cả con bi 7 thì có lẽ rằng đó sẽ là một pha đánh dấu bi hay của Hương Giang. Cú va chạm rồi hơi đáng tiếc vì số 1 vẫn hở ra thêm một lần nữa. Không được rồi. Cái chạy một cái cung đường rất là ảo diệu, né hết tất cả mọi sự va chạm có thể có trên cái bàn này. Tình huống xử lý cực kỳ là thoát tay của Hương Giang. Tuyệt vời. Bài nằm ngay trước cửa lỗ giữa rồi. Cái trôi khá xa khỏi con bi 6. Quá tuyệt vời. Con 9 né ra khỏi đường con bi số 7 luôn. Rất tốt từ tuyệt độ không ra. Vẫn có một cái thở dài nhẹ từ tuyệt độ không gian với con bi này. Với con bi 7 với con bi cái nó hơi thẳng. Và cái ly này liệu rằng không, không có liệu rằng gì cả. Tình huống xử lý rất tốt của đội Hương Giang thêm một lần nữa. Đang là những cái tình huống xử lý bi cực kỳ là chặt chẽ. Cái từ Hương Giang. Tuyệt vời rồi. Con 9 này thì rất là đơn giản nhưng mà quan trọng là sẽ hơi xa tay một chút thôi, người sẽ hơi dướn. Vậy thì không có vấn đề gì cả. Ui, quá mỏng. Sau tình huống xử lý vừa rồi của Đỗ Hương Giang.
tất nhiên là vẫn là con bi 9 không đơn giản là cho gấm, nhưng mà dù gì thì vẫn nhìn được con bi số 9 là tốt rồi. Để xem gấm sẽ xử lý con bi này như thế nào đây. Lựa chọn là cân. Lựa chọn thì cũng rất táo bạo đó, nhưng mà đã có sai số trong cái cân vừa rồi của gấm Kami, và bây giờ thì cơ hội dành cho Hương Giang. Rồi, và con bi số 9 không có sai lầm tới từ Đỗ Hương Giang, tỷ số sẽ được cân bằng là 3 đều. Cú phá bi này của Hương Giang đó là một cú phá bi rất tuyệt vời. Bi 1, bi 2 đã rơi, củ bếp. Còn bi số 3 tương đối phức tạp một chút. Con bi chín đi về phía lỗ và không rơi. Tình huống xử lý chắc chắn nó cũng sẽ có tính toán và đi tìm kiếm một vài sự may mắn có từ Hương Giang. Đáng tiếc là không thành công. Công tới từ gấm Kami. Chưa được rồi, chắc chắn là hai nữ cầu thủ có lẽ sẽ phải giằng co nhau con bi số 3 rồi. Ba về phía lỗ tít thì sao nhỉ? Kê đầu chín vào cũng được. Kê đầu chín, ôi chuẩn luôn. Ơ nhưng mà con cái đi đâu mất rồi. Vâng. Đáng tiếc dành cho gấm Kami. Con đi số 3 được xử lý chính xác, đúng như kịch bản. Nhưng mà tôi không đọc được cái kịch bản của con bi cái. Còn Hương Giang đang làm gì đây? Vẫn còn có cho mình con bi số 4 mà. Đây sẽ là cú bắn lỗi của Hương Giang.
Hương Giang đang không để đến con biên số 4 và sẽ là cú bắn lỗi rồi. Cú bắn lỗi của Hương Giang. Vâng, một phút không để ý và thật sự là rất đáng tiếc trong cái pha vừa rồi từ Hương Giang. Tất nhiên là tôi biết là khi mà nhìn thấy cái hình cộng 9 thì ai cũng thích cả thôi. Vâng, quyền đập bi dành cho Cầm Cami. Câu chuyện này thì có lẽ rằng là đối với cả các bạn khán giả theo dõi IA quốc tế thì cũng đã biết rồi. Cuộc đối đầu giữa Shane Van Boning với cả Joey Tate cũng như vậy. Joey cũng không để đến con bi số 4 mà lại bắn con bi số 5 và bắn lỗi. Ngay khi mà được đặt bi thì Cấm Gami sẽ có cơ hội để dọn bàn. Bài toán là nằm ở con bi số 7. Vị trí của con bi số 7 sẽ tương đối là khó chịu. Ăn con bi số 7 về phía lỗ góc bên tay phải phía trên thì phải né được cái hướng con bi cái đi vào lỗ giữa. Nếu như mà điều được con bi số 6 ra con bi số 7 ăn về đường xa là cái lỗ bên dưới thì không có vấn đề gì cả. Quan trọng vẫn là phải ăn được từng con bi một đã. Và rất đáng tiếc dành cho Gấm Kami khi con bi số 5 nó đang nằm ngay trước cửa lỗ như thế này. Cơ hội được nhường ngược trở lại dành cho Hương Giang. Rồi cú xẻ con 6 không thành công. Bi số 6 đường xa và con bi cái cũng nằm khá là sát thành băng. Chỗ để cầu tay nó sẽ hơi khó một chút thôi. Và con bi nó đòi hỏi sự chính xác rất là cao. Nó phải chạy dọc theo băng. Và nó đã chạy dọc theo băng và thành công tới từ Cấm Kami. Và đây là điểm mà tôi muốn nói tới này. Đó chính là con bi số 7. Nếu như mà điều được cái ra như thế này thì ăn con bi số 7 về đường gần là lỗ bên phải phía trên sẽ rất thuận lợi. Nếu như mà má vếch nặng quá thì lại phải sửa nhiều để né cái ly bị rơi vào lỗ giữa hoặc là có sai số nào đó. Mà bây giờ thì đã chốt đơn được hay chưa? Chính xác rồi. Thôi thì cũng không hơn được nữa. Như thế này là cũng, tôi nghĩ rằng là cũng là tuyệt vời lắm rồi. Để mà đẩy lên được thêm nữa thì có lẽ rằng là Cấm Kami cũng hơi bị rén tay trong cái pha đó, không muốn đẩy quá căng. Rồi, thủ luôn. Sao như thế cũng là một cách giải quyết. À, ok rồi. Một cú ra ngọn dứt tay để cân con 8 và con 8 đang đi về phía lỗ. Không được rồi, cơ hội cho Cấm Kami. Cơ hội tương đối sáng để Cấm Kami tiếp tục lấy về điểm số đây. Hai bi cuối. Khoảng cách là nửa bàn và cú chén khá mỏng.
Chính xác rồi. 39. Ui, một cú double kiss cực kỳ hợp lý vào con bi số 9. Chắc chắn là phải ngắm rất kỹ rồi. Chính xác, ơi từ 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 rồi ok, chính xác, từ từ gầm Kami, tỷ số sẽ được nâng thành là 4-3. Ta sẽ tới với cú phá bi của cấm Gami ở trong ván này. Rồi đây là cú phá bi của cấm Gami đã đủ bếp. Con một và con cái đang ôm nhau rất chặt, rất thắm thiết thế kia. Sẽ phải xử lý như thế nào đây? Lướt qua con 1, chạy con bi cái đi. Rồi, cú va chạm hợp lý để con bi cái được giấu đằng sau con 3. Và đó là cú nhảy bi hoàn toàn hợp lệ. Bi số 1 hoàn toàn xử lý được tới từ gấm. Cú chặt băng chính xác, rất êm ái. Nhưng vào con 2 thì sao, bi cái nó trôi rất nhiều. Tiếp vào trong đây. Có. Lựa chọn là cân. Không thành công tới từ gấm Kami. Chuyền bắn một đường cho Hương Giang. Cần tiếp. Vâng, không cần nữa. Thủ thôi. Không được rồi. Đã có cơ hội dành cho Hương Giang rồi. Không thành công. Dù gì đó cũng là một cú bắn đường xa.
Ui ôi, hơi thoát tim tới từ gấm Kami. Tôi đã tưởng chừng như là pha đó là rất dễ, là hai bà cháu là dắt tay nhau xuống luôn. Nhưng mà đó là con bi số 2 đã bật mom, sau đó là nó đã double kiss ngược trở lại vào con cái, và con cái đã đẩy con 2 xuống lỗ. Và vẫn còn cơ hội cho gấm Kami. Chạy rồi. Ui, chạy như này không được rồi. Vượt đầu 8. Ừ, rất đẹp. Nhưng mà con 6 sẽ cần phải xử lý sao đây? Và Hương Giang đang đo đường lấy 6 để cộng 9 hay chăng đây? Mấu chốt nó nằm ở con bi số 6 rồi. Nhưng mà con bi 5 thì tôi nghĩ rằng là Hương Giang hoàn toàn sẽ có thể xử lý được. Và bi 5 không rơi. Vâng, đã có một cái nụ cười trừ xuất hiện trên gương mặt của Hương Giang. Đúng thật là đáng tiếc với con bi vừa rồi. Cơ hội dành cho gấm Gami ở đây. Gấm sẽ phải xử lý con bi số 6 như thế nào? Con bi số 6 thì vẫn còn đường thoải mái về phía xa. Nhưng mà có vẻ như là gấm đang muốn thực hiện lại cái ý tưởng mà trước đó Hương Giang không thực hiện thành công à. Rồi, đo rồi. Bây giờ hoặc không bao giờ. Đầu tiên là ngắm điểm chết cho con 9, sau đó là ngắm đường vào của con 6, rồi sau đó là ngắm tới con bi cái. Bởi vì con này nó không khung. Rất nhiều những cái cần phải ngắm. Dù một mũi tên trúng hai đích tới từ hồng gấm thưa các bạn. Hay quá các bạn ơi. Dia chỉ đến thế là cùng thôi. Quá tuyệt vời tới từ gấm Kami. Sao mà có thể đòi hỏi một cú hay hơn được nữa. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ tới với ván tiếp theo thôi các bạn. Có lẽ rằng là cả tôi cũng như là các bạn khán giả vẫn còn đang có cho mình những cái dư âm của cái con bi trước tới từ gấm Kami. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ cùng tới với ván thiếu này thôi, để xem rằng là gấm Kami hay là Đỗ Hương Giang có cho mình những cái highlight nào nữa hay không. Cú phá bi của Hương Giang hợp lệ, và sau đó là thực hiện một cú push out luôn. Gấm thì cũng đã nhường lại quyền bắn dành cho Hương Giang luôn. Ui, có lẽ là nhẹ hơn chút xíu nữa thôi là sẽ rất đẹp. Tình huống này thì con bi cái vẫn sẽ nhìn thấy được con 1.
hơi dày một chút sau cú ra ngọn của gấm Kami. Mỏng một chút, mỏng một xíu nữa thôi là đẹp rồi. Mềm tay để còn tìm cái lại điều hai. Mềm quá. Mềm thì đã đành rồi, nhưng mà tôi nghĩ pha đó là cái điểm tiếp xúc, nó không đúng với điểm chết thôi. Hoặc là ít nhất là sẽ cần mạnh hơn nữa, ra lực mạnh hơn một chút nữa thì sau khi mà con một nó văng về phía cái mom bên phía tay phải có sẽ có cái cơ hội dụng. Nhưng mà đáng tiếc là không thành công tới từ Hương Giang. Bây giờ là tới lượt gấm Kami với con một rất đơn giản. Bài toán là 2 về 3. Mà cái má nặng như thế này thì có xử lý được về 3 hay không? Chưa kể rằng là việc ăn con bi số 2 là sẽ cần phải xử lý chính xác một chút. Né được con bi số 6. Con bi số 2 nó sẽ hướng nhiều hơn về cái băng dài băng ngắn phía trên. À, quyết định là chạy. Vâng, hợp lý rồi. Cái bài toán mà chúng ta vừa mới thảo luận là cái bài toán 2 về 3 là khó. Vậy nên là gấm Kami quyết định đánh an toàn luôn, không phải vội vàng làm gì. Và con 2 lại một lần nữa là cái lỗ góc bên phía tay phải phía trên đã từ chối Đỗ Hương ra. Vẫn sẽ nhìn được con 3 trong tình huống này. Nào highlight không? Cân đi nhở? Cân dọc theo thành bàn về phía lỗ góc bên tay trái phía trên. Không. Thủ rồi. Quá tuyệt vời. Cái khe giữa 5 và 9 không thể đủ để có thể đánh được. Nên quyết định của Đỗ Hương Giang sẽ là lấy cho mình cây gậy nhảy. À không, vậy là vẫn sẽ quyết định là thực hiện một cú bắn qua khe 5 và 9. Có may mắn không? Không có may mắn đâu. Cơ hội dành cho gấm Kami. Không thành công là hơi đáng tiếc. Pha đó thì lại dày. Xin các bạn, pha đó thì lại mỏng quá. Vẫn có những cái sai số xảy ra tới từ cả hai nữ cơ thủ. Và lại một lần nữa thì lại phải bắn cố gắng chậm lại và điều chỉnh thêm thôi. Vẫn là không thành công với con bi số 3. Con bi số 3 bây giờ sẽ tương đối phức tạp dành cho Hương Giang đây. Con bi số 4 đã che cái điểm chết để ăn con bi số 3 về lỗ góc bên phải phía trên. Điểm va chạm đã có, cú bắn hợp lệ của Hương Giang. Đây thì là cơ hội dành cho gấm Kami. Ui, hơi đáng tiếc cho gấm Kami trong tình huống xử lý con 3 đó. Không thành công. Tiếp tục là cơ hội dành cho Hương Giang thêm một lần nữa.
may mắn nữa không đây? Cũng không có luôn. Hai bên đang giằng co nhau con bi số 3 này, chưa được xử lý thành công. Cả hai nữ cơ thủ đều phải bắn con bi 3 xa hoặc là mỏng, nên là cũng chưa có cái cơ sở rõ ràng để ăn được con bi số 3 này. Đây rồi. À không, không phải đây rồi. Rồi nhưng sau đó thì cũng ra khó thành cho Hương Giang luôn. Có đường A băng là khả dĩ nhất thôi. Không được rồi. Foul shot. Quyền đặt bi dành cho gấm Kami. Ý tưởng nào cho gấm Kami đây? Ui, lắc cửa lỗ với con bi số 3. Tưởng chừng như là cái va chạm với cả con bi số 7 nó không ảnh hưởng đến điều đó, nhưng mà hóa ra là nó có ảnh hưởng. Đáng tiếc dành cho gấm Kami, và đây sẽ là cơ hội của Đỗ Hương Giang. Năm về sáu nào. Rất tuyệt vời. Với con bi số 5 được xử lý thành công. Con bi số 6 này cũng sẽ cần phải cực kỳ chính xác, cực kỳ nắn nót, rất mỏng. Quá chính xác từ từ Đỗ Hương Giang. Một cái trông có vẻ đang trôi về phía côn băng. Khoảng cách là tới tận 3/4 bàn từ con cái đến con 7. Rồi lắc lỗ, sai số đã tới với Đỗ Hương Giang trong con bi vừa rồi. Nếu như ăn được cho mình con bi số 7 đó thì nhìn kìa, con bi cái và con bi 9, dù là nó có là nửa bàn hay là cả bàn có lẽ vẫn sẽ xử lý được từ Hương Giang mà thôi. Rất đáng tiếc, bây giờ là cơ hội dành cho Hồng Gấm để có cho mình điểm hưu ở trong trận đấu này.
không được rồi. Rất đáng tiếc tới từ gấm Kami. Điểm số thứ tư đang chờ đợi Hương Giang. Con chín lắc lỗ. Thật sự không thể tin được kịch bản của cái ván thi đấu này. Cơ hội rõ nét cực kỳ, nhưng mà đáng tiếc, đáng tiếc rằng là Hương Giang không làm được. Và đó là điểm hưu dành cho Hồng Gấm. Vâng ạ, thật sự. Vâng ạ, thưa các bạn thân mến, chúng ta sẽ tới với ván tiếp theo, ván thi đấu thứ 10, điểm hưu dành cho Hồng Gấm. Và chúng ta sẽ cùng phải chờ đợi để xem là Hồng Gấm có thể xử lý được, tự mình quyết định được trận đấu này hay không. Mở đầu là bằng cú phá bi đã. Thiếu bếp mất rồi, vậy là thiếu bếp rồi. Nhi là con 1 và Hương Giang quyết định là sẽ thực hiện cú bắn luôn. Tưởng rất hay từ từ Hương Giang, thậm chí rằng là đó không phải là một tình huống chỉ nhìn thấy con 1 không, mà là còn có thể nhìn thấy được cả điểm chết của con bi số 1. Nhưng mà sau đó thì xử lý sai số một chút tới từ Hương Giang thôi. Cho gấm Kami, bi số 1 không thành công, rất đáng tiếc. Có may mắn không? Không có may mắn rồi. Con bi số 2 đường xa dành cho Hương Giang. Tiếc là không thành công. Vì số 2 sẽ phơi trong tình huống này. Cái đường về phía lỗ góc bên tay trái phía trên sẽ cần phải được xử lý nắn nót một chút. À không. Vâng, ý tưởng chạy đạn tới từ Hồng Gấm. Ui, nhưng mà không thành công rồi. Không giấu được con cái rằng sau vì số 4. Không được rồi. Cơ hội tiếp tục có dành cho gầm Kami.
vẫn chưa thành công. Và con bì hài đã bị giấu đi. Điểm trắng giữa là con bì số 6. A bằng rất táo bạo và hoàn toàn là có thể đã trở nên xuất sắc tới từ Hương Giang, đáng tiếc là không thành công. Vẫn nhìn được con 2. Và đó là một cú tựa đầu 7. Vì số 2 được thực hiện thành công tới từ Hồng Gấm. Chính xác rồi. Con bi số 4 này còn đường về độ góc bên phải phía dưới. Sao để ra 6 đây? Có thể đẩy con 4 đi rồi con bị cái dính vào con 8 có được không nhỉ? Rất hay tới từ Hồng Gấm với một ý tưởng đánh tấn công luôn, nhưng mà vẫn là câu chuyện 6 sẽ như thế nào thôi. Không nên có một cú bắn lỗi ở tình huống này. Ui, lỗi rồi. Băng đâu? Băng đâu? Không có băng. Đó là cú bắn lỗi của Hồng Gấm. Quyền đặt bi dành cho Hương Giang. Ok, chính xác với con bi số 6 đẩy lên mở đường ra 7. Rồi, 39. Và côn băng trở thành một tư thế khó luôn. Hương Giang đang đứng trước cái ngưỡng cửa rất dễ phải nhận thất bại. Vậy nên là từng con bi nó rất là quan trọng. Bên phía bên kia trên tuyến thì Hồng Gấm đã có cho mình điểm hưu rồi. Không được rồi, va chín thêm lần nữa. Rất may là cái ly va chín đó không chết cái. Cái nằm côn băng trong tình huống này.
Đây vẫn là một con bi không hề dễ một chút nào cả. Không được rồi, quá mỏng. Thêm một lần con cái và chín và đứng lại ở gần thành băng. Và đó là một cú bắn cực kỳ chính xác, dứt khoát tới từ Hương Giang. Rất hay. Chỉ còn con bi cuối cùng nữa mà thôi. Đã có một cái thở dài tới từ Hương Giang rồi. Rõ ràng là Hương Giang biết rằng mình đang đứng trước áp lực nhiều như thế nào. Cú chặt băng con 9. Không được rồi. Đáng tiếc dành cho Hương Giang, thì muốn xử lý đó lại không thành công. Hương Giang họ quá dứt tay à, cái thước ngắm cũng đã có bị sai số nữa. Một con bi với khoảng cách nửa bàn dành cho gấm Kami về phía lỗ góc bên tay trái phía trên để kết thúc trận đấu này. Không chính xác tới từ Hồng Gấm. Vẫn ra con bị khó được. Rất là khác so với cái trận đấu vui vẻ của câu lạc bộ. Đây là một cuộc đấu, vậy nên là tâm lý nó cũng sẽ phần nào đó ảnh hưởng tới hai nữ vận động viên. Đạn thôi. Rồi. Ok, tầm này là cũng khá là ổn rồi. Ý tưởng nào thì cho gấm Kami đây. Quyết định là dứt tay cân luôn con 9 lỗ giữa. Không được rồi. Và con 9 đã ra một vị trí rất thuận lợi dành cho Hương Giang. Quyết định táo bạo nhưng mà đáng tiếc là không được như ý muốn tới từ gấm Kami. Và điểm hưu của gấm Kami sẽ tạm thời đứng yên ở đó. Hương Giang không thể bắn sai con này được nữa. Tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn thành 4-6. Chúng ta sẽ tới với cú phá bi của Hương Giang ở trong ván thi đấu tiếp theo, ván thi đấu thứ 11. Hương Giang đang rất nỗ lực bám đuổi. Bi 3 đã rơi. Còn 2 đang chạy về bếp. Và nó sẽ chạy về bếp. Tìm đường đánh phòng thủ luôn.
tới từ Hương Giang. Pha phòng thủ này là cũng tương đối hợp lý rồi. Lại là một pha cân của gấm Kami không thành công. À, 2-4 nào. Và vẫn có may mắn dành cho Hương Giang trong tình huống xử lý con bi số 2 vừa rồi. Không ăn lỗ này thì ăn lỗ khác. Có đường đến 4 luôn. Đường ra 5 cũng rất thoải mái. Rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Ui. Ui. Hơi ôm nhau một chút trong tình huống này. Vẫn cứ là chính xác. Pha này sẽ xa tay rồi. Pha này thì hoàn toàn có thể chạy được. Rồi. Pha chạy đạn chưa thực sự quá tuyệt vời dành cho Hương Giang. Vì số 6 vẫn sẽ có thể nhìn thấy được. Đáng tiếc dành cho gấm Kami trong tình huống xử lý vừa rồi. Con bi số 6 nằm lại trước cửa lỗ. Cơ hội lại được chuyển ngược trở lại cho Hương Giang. Bị cái lại trôi hơi nhiều rồi. Lại một lần nữa Hương Giang sẽ phải thực hiện một con bi côn băng. Không được. Dù gì đó cũng là một con bi khó. Đúng, Kami lại cần tiếp hay không đây? Hay chạy đây? Cái cú tính đường ra hơi có một chút sai số thế từ gấm Kami. Con bi cái nó sẽ được đưa về vòng đằng sau lưng con 8 cơ. Nhưng mà lại va chạm với con 8 rồi. Giữa hộp sau cú ra ngọn vừa rồi của Hương Giang. Nhưng con 8 làm gì đây? Đánh phòng thủ tới từ Hương Giang. Con bi số 8 vẫn sẽ nhìn thấy được trong pha này.
tình huống này thì cơ hội đã có dành cho Hương Giang rồi. Pha xử lý không thực sự quá tốt của Hồng Gấm. Pha này rất xa. Và đó là một pha chạy đạn rất mẫu mực của Hương Giang. Vì cái lần này đã lấp đằng sau con vi số 9 rồi. Không còn dễ dàng nhìn thấy được con 8 nữa. Và đó là cú foul shot của Hồng Gấm. Hai bi cuối dành cho Hương Giang để tiếp tục bám đuổi tỷ số. Với quyền đặt bi ở trong tay, Hương Giang có cơ hội rất rõ nét. Ui da, pha này tự nhiên lại thành khó luôn, không được như ý muốn rồi. Con 9 định mệnh của Hương Giang. Rất cần phải ngâm con này, ngâm xong rồi thì sẽ rất cần có chính xác. Và liệu rằng là sẽ chém luôn con 9 hay chăng đây. Huệ đánh thủ. Rồi, hợp lý, tới từ Hương Giang. Hoàn toàn hợp lý thôi. Và Hồng Gấm sẽ có cơ hội để tự quyết định trận đấu này. Cơ hội của Gấm Kami. Và rất tuyệt vời, nhìn đường chạy của con bi số 9, chúng ta đã thấy rằng là sẽ đi rơi xuống lỗ rồi. Đó là chiến thắng của Hồng Gấm trong trận đấu trên bàn TV table của chúng ta trước Đỗ Hương Giang. Tỷ số chung cuộc là 7-4 dành cho Gấm Kami. Xin được chúc mừng Gấm Kami. Đó, vâng ạ, thưa các bạn khán giả thân mến, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi trong vòng một ít phút trước khi tới với những diễn biến tiếp theo tại Cubic Women Open.